rừng vị nhiên máu chọt trầy rừng ní cứ chỉ rừng rập bồn máu đài bồn miền sọc cầm nát nơi sọc cầm đà sừng khẹt cầm đà chẳng dạy rừng từ đó cầm đà sừng háo yên miền cơ sông cơ rụp chụp điệp xúa bong bồn nè cầm đà sừng ta bong bồn sọc sọc bài tế yên miền cơ sông nhà đây nực là lất cơ đồ chi cơ rụp rộp an bong bồn nè cầm đà sừng phong chẳng tì tăng ở rồn thột nâng nâu ô chùm búa hụt rừng ní cả là nâng nông chân nằm bì bòn mà phầy môi hụt môn nâng châu sạch rừng nâng ếp minh cơ sông sơ nông bố đo bòn bòn tình ọc ní sông chùi report channel mối đại miền chùm búa thá ở rừng khám áo nị giấy tò tò khá ní ếp minh khơi kịp hò mở tới ví dụ cái nấng còn làng chán thì ai subscribe cái nấng còn làng chán đây chẳng xong bong bóng chui report mà nè mùi tới ba sân chỉ bong bóng anh đặt sân lành admin mà dạng tiết admin các đầu có hai châm nụ mà chạy sạch ở đường tiền lái đây lục tay tạch nhà máu tù tiền mà phải bàm khát trong thuộc admin nấng chia yếm sắp sạch rừng rồi bỏ bong bong chia yếm sắp rai chia yếm kai chia sạch rừng đang bày upload từ khnông YouTube rồi có rẻ xa sạch rừng rồi bỏ bong bong nơi khnông channel YouTube rồi bỏ admin tại lâu nít miền kì lùi chùm lòng hói kì đã thá rừng khám áo nơi giấy tò tò khní chẳng bàn đây thà rừng đại là admin sắp rai nâng bài khlai từ chì rừng mình bất chẳng xong bong bong mà chắc sạch rừng nâng chùi report ao channel nó khôi phong hồi mà giang tiệt bong bong nào admin tay tay chụp riêng chùn bong bong tha sạch rừng tiền lai nâng bê khla tới gò tôi thật con chào kê đạp lư kê đâm chẳng tới hồi bê khla được bục mặt ai rồi bỏ kê rồi có bong bong rồi bỏ kê chẳng kê đạp lư cái bàn ao admin đang lục trao hay admin trên nẹt can channel rồi co trên nẹt group grong tại mà nẹt chẳng tới về được cái comment máu chẳng admin lục phim hay bớt sân trên đầu non channel đại cục bí và cọt na cái mình lục tê chẳng háo ai đang miền bài nhà há từ admin mình chọn ao video đang viết cho trái từ non channel xem chẳng mình ấy tế admin đang đặt link channel nó nơi trong description bong bóng mình chạm bạch thuê ca để rời có bàn đáy bong bóng cho trong description tất bong bóng khởi lĩnh bong bóng cho tới nâng tự đo channel nụ hói khả nạ về tự đo channel nốt xong bong bóng chui report mà đẹp mùi phong admin xong ở cuốn bong bóng tục chìa môn hụt admin cả xong chìm riêng từ nẹ đài là copy video rồi có luôn chìm lòng nâng admin và đàm từ ná thà riêng rồi giúp admin xâm rạc bàn tì mau rưu có mà mau chiên tì chuồn ca tư xâm rạc bê mau pram rưu có mau buồn có miên mau pram có miên mau pram có lạc có miên ngay khlác rưu có dục khlác tới đòn mau pram mùi bật quên tư bàn xâm rạc hồi bê xâm rạc chân tới bàn tài mà mau tì mau cứ ở hào chẳng lột nẹ lùi kịch châm nội nâng phóng môn nâng cục bí châm lón rưu có lùi bọc kế dục từ thừa chi và cám đam bầy từ tuôn cầm rai nô chẳng cùng ai khát bê dù nôm à rộm bọn bọn mà sẽ đạp sạch ở rường rồi bọc bọn máu cạt láng càng bị chạm bị bọn mà phầy môi đau mật rồi bọc bọn chứ mùa thờ rình nâng từ chọc xài phương sạp nơi ai mật phé đài tự chùi nó chứ mùa thà bọn bọn ụt nẹ đài là dọc tù được sắp về đài là khám áo châu chứ mùa thà bọn vòn và sống tốt bọn vàng rì ai nẹ bạp sạch rướng một căn cam vị thị admin nâng chứ mùa thà bọn mau chẳng rừng ní đồ chẳng mình rì bọn chẳng thà cả là nực nông chân nằm bì bọn mà phầy mối đau cả nó mật phẹ ra bỏ bọn chú mô tha bọn bọn nước bàn tàu ca mật phẹ nâu ai khai tà kéo chẳng bê tàu lọc bị khai tà kéo một quên ní có bán châu lập tia bọn rân hay bà này dây tớ chùm nội cả lại nắng đồ chìa mình chú bà tế mình đang tha châu lập tia bọn rân rư có bọn rân nắng châu lập tia bọn bọn
lại nâng admin xong mà phải tổ phong. Chẳng về đài là mật phẹ tầng bì nâng chụp khní. Đó là về chụp khní tàm sọc cầm nào nâng tài tài nực khơi bì xa xa chẳng hắn á. Bọn con có nôm khní tình xa nâng dù mà hốp. Đó là về tình xa bàn hời nâng về ọt miền sạch khlai. Cảm ơn về đó ọt miền sạch khlai mà nâng bà ồn hình nâng có bán. Ở đây xài lương chọt trây nâng có bài tè. Một phần nâng cứ chìa phần ở kỳ sân ní đài dừng bà tạm tè sọc ngay. Chẳng khả nạ nâng bà ồn rừng nâng có bàn rì xài phần chọc tực nông tật tớ rì ai bà ồn bò lây nè vinh quạt nâu khẳng lơ quạt chăm đào đối rư gó chăm cà bì khai lô tha. Bà ồn rừng nâng chọn chẳng tất quạt đọ đôi ở bàn lươn chẳng hắn á. Hồi khả nạ nâng ôn mau riệp rộp thành chế về đài ôn rừng nâng chọc chọc bàn bồi sân tu bài rộp bòn kế cả lại đài kì chịch vừa rộp bòn hồi tứ nồng nâng miền bần là luôn rừng cọc xài luộc cọp đầy chẳng án nâng rộp bòn chá ta tập về tật vừa lệnh chẳng tới mời mình khởi tê hồi cả nạn nâng ôn rừng chọc tập liềm nâng có bàn chọc trầy tứ sạp tài bị thật trường rồi bỏ bồn rừng nâng nơi khu bài bần là luôn chân tất cả trà là một hàng cao vẫn chọn bồn rừng đó tập về chọn chân tất bồn rừng nó có và xong tốt bồn bỏ lớn có đọc xài phliêm phliêm tư hồi đó tập về đọc xài phliêm phliêm chân tất sạch đạp thà rừng nơi làng mà bình mau mờ cho mình xua tê làng mà khẳng lờ bình mau chạm khăn đi tập tình sạch khai mà này nó khó bàn đáy bạch chạm chọn tê. Khả nạ nâng bà ồn bò nâng có bán từ tình sạch lại một tư. Hồi chùm này bà ồn rừng nâng từ bà chọ khả bàn tài chọ nâng mình toàn dịch thôn ngô tì. Chẳng có nâu cùi chăm khả nạ về đài bà ồn bò nâng từ tình sạch lại một tùm rộm tạp bán ở riêng dù tình đáy bà ồn rừng nâng sạp tài tiền xài phường cho tài chọ luôn anh. Rồi có chọ mà này ai nha bà ồn khả nạ nâng chọn đi khẳng lệch từ khẳng cờ đồng bồn nâng từ thì thật xài luôn với chả mà cầu bình chân thứ chọn bồn rừng chẳng lực cầu nít bồn rừng nó có bàn dục xài lớn chọn đi khẳng cờ mà khẳng lệch bình mà đoan khả nạ nâng còn tài bồn bồn nô từ lọc một quýnh mình chẳng mờ khơi bồn rừng nâng ạ khi đi thả từ xài lượng chọn lần ruộng được nông tận chẳng na bong bóng mờ tới cứ nói là thò mệt tên chẳng về đài bồn bó khơi bồn rừng nắng từ xài lượng chọn về đài bồn từ tình sạch lại nô chẳng khả nạn nắng bồn có bàn chui hồi chui nắng tôi thả mình toàn tiền đỏ lượng chành phong từ lục đài chập bồn rừng nắng có bàn tay còn đã thả trường nắng tròn được nông tất miền ả rộng thạc xài phương nâng ở rưu gặp lương sổ tiền bà ồn tiền chẳng tất bà ồn có sổ vã đọ chương chanh hồi khăn đạn về đọ chương chanh phần bị tận chẳng tới có bàn tự đọ xài phương nâng á bòn bà ồn khăn đạn nâng đọ xài phương ruột hai bà ồn bà ồn nâng có bàn chùi rưu gặp lực bà ồn rừng nâng chanh mà bị tất cả bàn lực nâng bàn toàn tự phần tất sổ buồn phòng tế đời xa tài bà ồn bà ồn miền tầm này ai chẳng có bàn sạch tạp nẹ phùm ôi mà chùi chẳng tới nẹ phùm có nòm khỉa mà chùi lực bồn rừng nâng trình bị tật máu riệp chồng bị thi bồn sóc tạm rồi bởi ni hồi riệp chồng bị thi bồn sóc nâng khang sạch nhiệt rồi bỏ bồn rừng nâng nẹ khla có nòm khỉa rồi thật khẳng xâm ba tự nâng bồn bớt thà thật xí khỉa tới bì nẹ tê nòm khỉa chọt trái rồi hốt tòa tới sạp bòn kê rồi hốt tòa tới sạp bòn kê chẳng tới khả nạ nâng bòn bòn nó có ba nó riêng bòn sạch rương prap tam tầm nà tùm đòn nâng tơ hồi bê nâng bòn màu ní riêng bòn thành chê xông bày tài bù lì nâng có đạc ca xong say tới lờ bòn bòn đá thà bòn bòn nâng chìa nẹ châu ruộng anh chèn cho nó bòn bòn chẳng bạn trầm tới xong xài tế mình miền ca chọt và càng đầy chênh chót cứ ẩn miền tê
chấn trôi mà đo sạch đường rồi thốt mà đo vẹp bòn chỉ môi nâng ca sạp rồi bỏ bồn rấn bị thi bòn sọc nó có thua lùi rồi ở hai đo là bòn trầm bì thang ngay hồi bòn trầm bì thang ngay đứng bồn riêng rộp tháng mà đài ưu bốc rồi có sạch nhiệt rồi bỏ con nâng thua ta mà bật bê chấn bồn mai vừa nế mình bàn đăng tha thang ngay bòn tầm bờ ngay á bồn đồ chụp lịch chấn tứ ôn có chánh từ rộp trầy hồi chánh từ rộp trầy sạch nắng mình men từ từ mình ăn đi miền khnề rồi bỏ ôn mình ăn tiết chmu thà ôn vàng nắng tài còn từ thà đào bài lâu khnề chẳng tới khnạ về đại ôn bao chánh từ đồng bồn nắng sập tài nè phum nè các bài đẹp ôn nắng sài thành chơi ê mà ơi à mày có ai hiền từ rộp trầy ngày nít cứ chìt ngay bồn bạn bị thế ngay rồi bỏ rần anh mình lại rần lòng thì ấy admin sống smart đô hồi về nắng bồn mai nắng bạc tham ấy tê chỉ mật phe nhóm chỉ phụ mạ nhóm và hai chỉ mình lòng nhóm tê khả năng nắng bồn mai nắng có chân để rộp trái sát hồi bồn riêng rộp tha bồn đa từ đó ô chùm bùa nô sắp tập ôn cầm bông tại đà đà nắng lưu sâu sầm lên vay bầy mà prai luôn á vay bầy mà prai chẳng tới vừa ôn nô bà này dây đó thà prư đang bị chồng chướng đau chồng sọ hồi tới mà prai nắng ôn riệp rộp thà mình men lưu tập bầy nó khăng cầm tê sầm vay tập thiền thao nào nơi chồng thao tại lừa nó còn lưu sâu đổi khni hồi về nắng lưu sâu sầm lên bớt mọt đó thì sẽ bớt mọt và xong mà tôi mệt bớt mọt đi sẽ bớt mọt chơi chơi chẳng ôn đi rồi thà ca sẽ bớt mọt chơi chơi nó cứ chia ca sẽ bớt mọt ca pi ôn rần nó nở ruo buổi đầu tập về ôn rần nâng slap hái bài chỉ lưu sâu xong lên sẽ bớt mọt xin nhau khi chơi chơi chẳng tới khả năng nắng ôn đa đa từng phây từng khai tới ban chuột mật phe ra bọc ôn chuột tha à văn đài kỳ tờ rộp trầy sạch đài nó chẳng về nắng nữ non về mà chậm hiền mà nẹ na bong bọc đào tập về ôn màu nắng chuột chỉ mùi nâng ôn văn nó có xua tha à văn ơi ai khai khăm ao nhớ ăn hồi về nắng ôn văn nó sai bạc tập vinh tập khai ấy sợ tài chỉ khnề dường ta hồi khả năng nâng bồn nâu khang non bề chỉ khẳng lệnh nâng chỗ bài mục từ khẳng cát rì ai bồn vàng nó nâu non bề khẳng cát chỗ bài mục mà khẳng lệnh để dây rộp khnề hồi khả năng nâng bồn rìa rộp thà bồn khơi phường mùi và hai chìa bà bần có đầy khám ấy nâng bò gỡ hò lứ nâu bị kháy các bà ôn vang bà này dây tức thành đâu bà hai chị chiến mà mai tê chịt khnề cua xong hồi về nắng ôn bầm rồng nắng sài trắp ôn vang này tham miền phường người bị cào khnòng chân tứ đào tập về ôn nực thà từ từ cua bơi từ từ vay bơi mà prai hơi lưu sâu sầm lên cho bớt mọt chui chui nó chẳng phôn mình toàn hiền trạm tê sập tập về nắng tu được sắp rồi bỏ ôn vang nó chẳng phá đàm rô cần cần chẳng phá ôn vãn nó còn lớp tu được sắp hồi đó tập về lớp tu được sắp chẳng tứ phá ôn vãn nó này dây mà mặt bì mặt chẳng sắp tại đào tập lọc tập rào vinh bà này dây tức thật đào trôn phùm á ná bọn phá ôn đó tập về đào trôn phùm chẳng phá ôn mà rút sài xua bì chụp ngài thả ván anh ta na hồi bề nâng phá ôn vãn nó bạp thà tập tê tập tê hồi bề nâng phá ôn mà chẳng ngò nó thà miền rừng anh chế bàn chỉ lược tu được sạp hái đa tập tè vàng lươn chăng chăng khả nạ nắng bồn có đa tam tôi thả bồn và nắng bần đa nắng đôi chứ mình toàn khả nề tê một đòn bề nắng mùi chùm hiền mà nét nơi bị cao y bồn và nó khởi lương cơ hôm hoặc tam chẳng tới và hai chỉ đầy thả xàm sắp máy thường không bị bạc tới hồi bầu nó chạp bà đàm khá chạp bà đàm bử xâm bò lạc nhạc nhá chẳng bằng đào lươn hồi đào tập về đài lươn chẳng tới bầu và nó có châu được nông phúm chùm này ai bầu màu nó mình toàn châu tự tế nở rộ khá bài phúm chẳng tới rừng rồn thuật bần tò nắng bầu nó rịp rộp thà phliếm phliếm khơi tập ôn vàn nó từ dột tu được sạp rồi còn lược tu được sạp hái đầm rong từ té mình toàn đằng sạch đường đi lục đò bực láng từ ôn đằng thà
ពេលដែលប្អូនបានប្រញាប់ទៅផ្ទះហ្នឹងគឺប្អូនបុលដែលជាអ្នកឆក់ត្រីជាមួយនឹងប្អូនរិនហើយប្អូនរិនស្លាប់ណោះស្រាប់តែវិញ្ញាណរបស់ប្អូនរិនហ្នឹងទៅចូលប្រពន្ធប្អូនបុលហើយចូលប្រពន្ធប្អូនបុលហ្នឹងគឺប្អូនបុលហ្នឹងបានខលទូរស័ព្ទមកកាន់ប្អូនបាន ប្អូនបុលនឹងបានយកទូរស័ព្ទឲ្យម្ដាយឬក៏សាច់ញាតិរបស់ប្អូនរិននឹងជួយនិយាយដោយសារតែវិញ្ញាណរបស់ប្អូនរិននឹងទៅចូលប្រពន្ធប្អូនបុលហើយចូលប្រពន្ធប្អូនបុលអញ្ចឹងទៅប្អូនវ៉ានឹងយកទូរស័ព្ទឲ្យជួបសាច់ញាតិក៏ដូចជាម្ដាយរបស់ប្អូនរិននឹងនិយាយប្រាប់អំពី ហេតុការផ្សេងផ្សេងចឹងណាបងប្អូនអញ្ចឹងបន្តសាច់រឿងទៅមុខទៀតត្រង់ថាប្អូនវ៉ានេះយកទូរស័ព្ទឲ្យម្ដាយប្អូនរិនហើយនោះពេលហ្នឹងប្រពន្ធរបស់ប្អូនបុលត្រូវវិញ្ញាណរបស់ប្អូនរិនហ្នឹងចូលសង្កត់បានយាយរៀបរាប់ថាកុំស្អប់ប្អូនបុលតាមពិតគ្នាមនុស្សល្អទេគ្នាបានតែជួយដែរក៏ប៉ុន្តែគ្នាជួយមិនទាន់អញ្ចឹង គ្នាជាមនុស្សល្អទេបងប្អូនសាច់ញាតិទាំងឡាយនឹងកុំស្អប់គ្នាអីហួចពេលហ្នឹងម្ដាយរបស់ប្អូនរិនហ្នឹងក៏បាននិយាយតបតជាមួយនឹងប្រពន្ធប្អូនបុលទាំងយប់អញ្ចឹងណាដោយប្អូនរិនចូលសន្ធិតអញ្ចឹងទៅថាម៉ែមិនប្រកាន់ទេកូនអើយធ្វើម៉េចបើវាហួសទៅហើយគ្មានអ្នកណាចង់ឲ្យកូនស្លាប់អីអញ្ចឹងចុះដល់ទៅពេលអញ្ចឹង និយាយគ្នារួចហើយហ្នឹងម្ដាយរបស់ប្អូនរិនហ្នឹងក៏បានអុជធូបនិយាយនិយមដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធប្អូនរិនហ្នឹងថាឈប់ចូលសន្ធិតគេទៅម្ដាយជឿហើយអីអញ្ចឹងចុះវិញ្ញាណប្អូនរិនហ្នឹងក៏ចេញពីខ្លួនប្រពន្ធប្អូនបុលអញ្ចឹងទៅរួចដល់ទៅពេលព្រឹកឡើងនេះទើបប្អូន មកដឹងសាច់រឿងដល់ទៅពេលប្អូនដឹងសាច់រឿងហើយប្អូនក៏បាននិយាយនិយមរឿងកាលដែលប្អូនជួបពេលយប់ជាមួយនឹងប្អូនវ៉ាងពេលដែលប្អូនជួបនឹងប្អូនប្រាប់ថាអញ្ចេះខ្ញុំដើរទៅកន្លែងអូចំបក់បើសុំទោសអូចំបូលឬសូសំឡេងវាយព្រៃហើយខ្ញុំឃើញភ្លើងពណ៌ក្រហមនៅពីក្រោយអាវ៉ាងហ្នឹងហ่ะហួចពេលហ្នឹងខ្ញុំភ័យណាស់ ខ្ញុំស្មានថាភ្លើងក្រហមនឹងចូលទៅក្នុងខ្លួនអាវ៉ានទៅហើយក៏ប៉ុន្តែចំពេលហ្នឹងមានសម្លេងទូរស័ព្ទរោដល់ទៅពេលសម្លេងទូរស័ព្ទរោអញ្ចឹងទៅឃើញអាវ៉ានហ្នឹងប្រញាប់ប្រញាល់មកក្នុងភូមិវិញហួចពេលហ្នឹងម្ដាយរបស់ប្អូនរិនហ្នឹងក៏ប្រាប់ថានឹងហើយយប់ហ្នឹងគឺអាវ៉ានបានយកទូរស័ព្ទឲ្យគាត់និយាយជាមួយនឹងប្រពន្ធប្អូនបុល ហួចមីងហ្នឹងក៏លែងប្រកែកប្រកានលែងសួរដេញដោលហើយរឿងនេះកន្លងហួសទៅហើយអញ្ចឹងក៏បញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងទៅហួចសាច់រឿងនេះអេដមីនរៀបរាប់បានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបងប្អូនមកពេលដែលបានស្ដាប់ហើយបើសិនជាមានការលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាសូមបងប្អូនជួយបំពេញបន្ថែមផងខណៈពេលនេះដែរម៉ោង3ជាងហើយបងប្អូនអេដមីន សម្រាយទៅប្រហែលជាមានការខ្វះចន្លោះហើយម្យ៉ាងទៀតមួយរយៈនេះឃើញថាមានបញ្ហាបំពង់កមែនតែនមិនដឹងថាពេលណាបំពង់កស្រួលមកវិញទេបងប្អូនហើយអញ្ចឹងសាច់រឿងនេះអេដមីនសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះចុះរាល់ការថាអធិប្បាយបើសិនជាមានការលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាសូមបងប្អូនម៉ៅក៏ដូចជា fan ទាំងអស់គ្នាខានតែអភ័យទោសដល់ខ្ញុំបាទផងជាចុងក្រោយសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា Mm-hmm.